cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Kanta TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Myanmar ở cái lượt trận cuối của vòng bảng bảng B vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2024. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2024 và sẽ được kênh Thai TV cập nhật cái đường link nó nằm phía dưới phần mô tả video này. Quý vị và các bạn vào cái đường link phía dưới là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này nha. Nếu như mà có được cái thông tin, có cái kênh nào mà nó phát trực tiếp trận đấu này thì mình sẽ làm cái video khác. Quý vị và các bạn đăng ký kênh để mà cùng chờ xem cái link chính xác của nó nha quý vị. Trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Myanmar diễn ra vào lúc 15 giờ, thất bại trước U16 Campuchia, đặt U16 Myanmar vào thế khó khi có đánh bại U16 Việt Nam cũng chưa chắc giành được vé vào bán kết. Trong lúc đó thì U16 Việt Nam sẽ gần như là chắc chắn giành một suất vào vòng knockout nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này. Bởi với 7 điểm cùng với hiệu số bàn thắng bại rất là cao, ít nhất là U16 thì thầy trò của huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ giành ít nhất là một cái tấm vé đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất nếu như mà U16 Campuchia đại thắng U16 Brunei để đứng đầu bảng. Có thể thấy thắng là mệnh lệnh của cả U16 Việt Nam và U16 Myanmar. Vấn đề cốt lõi của U16 Việt Nam ở trận đấu này đó chính là cái khu dứt điểm. Cái khâu dứt điểm của đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều cái vấn đề khi mà để bỏ lỡ rất là nhiều cái cơ hội trong hai cái trận đấu đầu tiên. Với mục tiêu buộc phải thắng thì U16 Myanmar nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi tấn công và có thể là nói là đôi công không phòng ngự với số đông như là Campuchia để hy vọng sớm tìm được cái bàn thắng đối với lại là đội U16 Việt Nam của chúng ta để mà thắp sáng lên cái hy vọng đi vào vòng bán kết. Nếu đối thủ dâng cao tấn công, các học trò của huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ có nhiều khoảng trống hơn để tiếp cận với lại là cầu môn của đối thủ, từ đó có nhiều cơ hội để mà ăn bàn. Một khi có cơ hội thì các chiến thuật của U16 Việt Nam phải biết tận dụng triệt để tránh phung phí như là cái trận trước gặp U16 Campuchia. Cần nhìn thấy rằng thì trận hòa với lại U16 Campuchia không phải là đối phương chơi hay, lực cản chính là khả năng điểm của U16 Việt Nam của chúng ta khi mà bỏ lỡ rất là nhiều hàng tá cái cơ hội ngon ăn được tạo ra trước cái khung thành của U16 Campuchia, và chúng ta phải chấp nhận chia điểm trên trong cái vòng chung kết U16 Đông Nam Á này nha quý vị. Đấy, hiện tại bây giờ thì cái bảng xếp hạng thì sau hai trận đấu thì Việt Nam của chúng ta tạm thời dẫn đầu bảng với 4 điểm, nhưng mà hiệu số của chúng ta là dương 15, chúng ta thắng 1 và hòa 1, chúng ta có được 16 bàn thắng và chúng ta để thua 1 bàn. Và dương 15 là hiệu số, cho nên chúng ta đứng cao hơn Campuchia. Campuchia cũng có 4 điểm sau hai lượt trận nhưng mà ghi ít bàn thắng hơn. Họ chỉ có là bàn thắng là 3 và họ để bàn thua là 2, cho nên là họ chỉ có là dương 1 và họ có 4 điểm. Myanmar thì họ đứng thứ 3 với 3 điểm khi mà họ thi đấu được 2 trận và họ ghi được 9 bàn thắng, bàn bại là 3. Và hiện tại bây giờ là hiệu suất của họ là dương 6. Còn Brunei đứng cuối bảng không có điểm nào, 2 trận thua trắng, bàn thắng thì được 1 bàn và bàn thua thì là 23 bàn. Và hiện tại bây giờ là họ hiệu số của họ là âm tới 22 nha quý vị. Đấy, trong cái trận đấu chiều ngày hôm nay thì thật sự là một cái trận đấu mệnh lệnh của chúng ta buộc phải thắng nha. Cái lịch thi đấu thì chiều ngày hôm nay ngoài cái trận U16 Việt Nam và U16 Myanmar diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2024 thì sẽ là cuộc đối đầu giữa U16 Campuchia và U16 Brunei. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2024, tức là nó trùng với lại là trận đấu Việt Nam Myanmar, và chúng ta hãy cùng xem Campuchia họ sẽ thi đấu như thế nào, và chúng ta hãy cùng mong rằng Campuchia họ thi đấu họ càng ít ăn bàn trước Brunei thì càng tốt, để mà chúng ta đua cái số bàn thắng bàn thua nha quý vị. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta đã hơn Campuchia rất là nhiều. Nói chung là chúng ta đã hơn Campuchia về hiệu số bàn thắng bàn thua, là Campuchia chỉ có dương 1 mà chúng ta dương 15. Nhưng mà chưa biết được nha, ví dụ như chúng ta thắng Myanmar một trái đi thì chúng ta dương 16 đi, nhưng mà Campuchia họ thắng 16 bàn, họ thắng Brunei 16 bàn thì là chúng ta sẽ đứng vị trí thứ hai và có nguy cơ nha, có nguy cơ là bị loại luôn đấy quý vị. Tại vì bên kia nếu như mà đứng nhì bảng mà được có được 7 điểm thì nói chung là cũng hên xui, cũng có nguy cơ bị loại đấy. Đấy thì nhưng mà nói chung là chúng ta phải hướng tới một cái chiến thắng trước cái đã, và chiến thắng đậm thì tính sau. Thấy vậy đó, mình đang đứng đầu bảng gì đó, nhưng mà tại vì ba bảng đấu á, cái giải này nó chỉ có 3 bảng đấu, và 3 bảng đấu thì mỗi bảng là lấy một đội nhất bảng, tức là 3 bảng là 3 đội, và lấy thêm một đội nhì bảng của ba đội có thành tích tốt nhất. Đấy, cho nên là 4 đội mà thôi. Và nếu như mà đứng vị trí thứ hai chưa chắc đã được vào, mình phải cạnh tranh thêm 2 bảng kia nữa. Đó chính là những cái nhận xét của mình trong cái trận đấu ngày hôm nay.
Và bây giờ thì mình xin chia sẻ thêm một tí về cái phân tích về cái phong độ của U16 Việt Nam và U16 Myanmar. Thất bại trước U16 Campuchia đặt Myanmar vào một cái thế rất là khó và cũng chưa chắc chắn, và Việt Nam của chúng ta chưa chắc chắn vào cái vòng bán kết như hồi nãy mình đã nói. Đấy, có thể thấy là thắng là mệnh lệnh đối với lại là cả U16 Việt Nam và U16 Myanmar. Đánh giá về lối chơi của đối thủ thì ứng dụng viên Trọng Minh Chính chiến giữ cái quan điểm là U16 Myanmar thể hiện được cái trình độ tốt hơn so với U16 Campuchia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản, đó chính là Mita. U16 Myanmar thể hiện cái lối chơi khá rõ ràng trên nền tảng sức mạnh vốn có, thì đội bóng này chơi không ngại va chạm, như quý vị, các cái miếng tổ chức tấn công dựa trên tốc độ và sự và có những cái sự nhịp nhàng nhất định ở đường biên và trung lộ của cái đội bóng này, thi đấu rất là tốt ở hai cái vị trí chỗ đó. Dù vậy thì hàng thủ của U16 Myanmar vẫn để lộ rõ ra những cái khoảng trống. Hai bàn thua trước U16 Campuchia đến từ phút thứ 15 do các cái hậu vệ giữ cự ly đội hình không tốt, kèm theo người là họ kèm người rất là không có chặt chẽ để U16 Campuchia tận dụng tốt cái khoảng trống trước khu vực U16m50 của U16 Myanmar để dứt điểm. Trước U16 Brunei, đội bóng này cũng mắc lỗi dẫn đến quả 11m, qua đó giúp đối phương có được bàn thắng danh dự. Rõ ràng cái tốc độ hàng công của U16 Myanmar là điểm nhấn mà hàng thủ của U16 Việt Nam cần lưu ý. Ngoài ra các cái hậu vệ của U16 Việt Nam không có chiều cao tốt, bàn thua trước U16 Campuchia của học trò thầy Trần Minh Chiến đến từ Hà Không Chiến càng là bài học quý giá để đội U16 Việt Nam của chúng ta rút kinh nghiệm, qua đó đảm bảo sự an toàn hơn trong cái các cái pha phòng ngự cũng như là pha bắt bóng kèm người. Một khi mà chúng ta kèm cặp một U16 Myanmar sử dụng các cái pha không chiến để hãm thành thì chúng ta sẽ làm được cái điều đó, là chúng ta sẽ thành công, và mình nghĩ rằng là đội U16 Việt Nam của chúng ta sẽ làm tốt cái điều phòng ngự đấy, rút ra cái kinh nghiệm từ cái bàn thua gặp đội U16 Campuchia trong thời gian vừa qua. Đó, còn cái vấn đề cốt lõi thì hồi nãy mình đã nói rồi, cái khả năng dứt điểm của U16 Việt Nam của chúng ta rất là tệ. Nói thẳng ra là chúng ta phung phí quá nhiều cơ hội, đáng lý ra để chúng ta thắng Campuchia. Bây giờ thì chúng ta cũng nhẹ cái đầu rồi ha, mà cuối cùng bây giờ á, là chúng ta phải có một cái trận quyết đấu, một cái trận bắt buộc phải thắng, mà không thắng thì chúng ta có nguy cơ bị loại. Cho nên là hy vọng rằng chúng ta sẽ chắc chiêu được cái cơ hội của mình trong cái trận thắng, trong cái trận đấu chiều nay. Đó. Thì thành tích đối đầu giữa U16 Việt Nam và U16 Myanmar thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đến cho cả nhà, là chúng ta là có thắng thắng trước Myanmar 4, hòa 1, và bên Myanmar thì họ không có được một trận thắng nào nha quý vị. Đấy, thì đó chính là những cái chia sẻ của mình đến cho tất cả quý vị và các bạn, và mình nghĩ rằng Việt Nam của chúng ta sẽ có được một cái trận thắng 2-0, mình dự đoán như vậy. Về thông tin lực lượng giữa U16 Myanmar Việt Nam thì hai đội đã có đầy đủ lực lượng, không bị một cái chấn thương nào hết. Nhìn tổng thể thì U16 Việt Nam được đánh giá cao hơn so với U16 Myanmar trong cuộc đối đầu này, nhưng như đã đề cập thì các thầy trò của huấn luyện viên Trọng Minh Chiến chỉ giành chiến thắng một khi có sự tỉnh táo, lạnh lùng và hiệu quả trong những cái pha hãm thành. Đó chính là những cái mà mình muốn nhắc lại. Mình nghĩ rằng Việt Nam của chúng ta sẽ có chiến thắng 2-0. Xin chào, nhớ đăng ký một kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Xin chào.